Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tên của bộ kinh này là Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, tên riêng là Lục Tổ Pháp Bảo Đàn. Kinh là tên chung của các bộ kinh. Kinh Phật lập đề thường dùng 7 loại để phân biệt, tức đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ, nhân pháp, nhân dụ, pháp dụ, nhân pháp dụ. Như Kinh Phật Thuyết A-di-đà là đơn nhân lập đề, vì Đức Phật là và Phật A-di-đà đều là người, là người tu hành thành Phật, người chính là Phật, Phật chính là người. Vì thế người Trung Hoa viết chữ Phật có bộ nhân bên cạnh. Đơn pháp lập đề như Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn. Niết Bàn là pháp, Niết Bàn nghĩa là bất sanh bất diệt. Đơn dụ lập đề như Kinh Phật Thuyết Phạm Võng, nếu nghiêm trì giới luật thì có thể sanh ra quang minh như châu báu của cõi Đại Phạm Thiên. Nếu phạm giới phá giới, biết phạm, biết pháp phạm pháp, thì có chỗ hữu lậu tất đi đến tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi đó tuyệt không có một chút nhân tình. Pháp dụ lập đề như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, diệu pháp là pháp, liên hoa là dụ. Nhân dụ lập đề giống như Kinh Như Lai Sư Tử Hống, Như Lai là người, sư tử là dụ. Phật thuyết pháp như Sư Tử Hống. Nhân pháp lập đề như Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã, đầy đủ nhân pháp dụ lập đề như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ. Như quyển Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn là Kinh Trung Quốc, không phải Kinh Ấn Độ. Cho nên ngoài 7 loại lập đề ra, còn có thêm một loại là xứ lập đề. Lục Tổ là người, Pháp Bảo là pháp, Đàn là xứ sở. Vì thế quyển kinh này là nhân pháp xứ lập đề, không thể giảng theo 7 loại lập đề kể trên. Ngôi vị Lục Tổ không phải dễ thừa kế đảm trách. Vì sao vậy? Vì có rất nhiều người muốn giết Ngài, ngay cả đệ tử của Ngài là Trí Triệt cũng tìm cách giết hại Ngài. Vì thế Đại sư sau khi đắc pháp đã tị nạn 16 năm trong nhóm thợ săn, thậm chí sau khi kiến lập pháp đàn tại Nam Hoa Tự, vẫn còn có ngoại đạo công khai muốn giết Ngài. Cho nên Đại sư chạy lên núi ẩn trong núi đá tọa thiền, hòn đá mà Đại sư tị nạn đến nay vẫn còn thấy ở Nam Hoa Tự. Lục Tổ Đại sư từ đâu mà có danh hàm Lục Tổ? Điều này bắt đầu từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề có nghĩa là giác, Đạt Ma có nghĩa là pháp. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tại Ấn Độ. Nhưng tại sao Ngài không ở Ấn Độ làm tổ mà đi đến Trung Hoa làm gì? Vì xưa kia Phật đã thọ ký, đến đời tổ thứ 28 Đại Thừa Phật Pháp sẽ truyền đến Trung Quốc. Do nhân duyên như thế, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi thuyền đến Trung Hoa truyền đạo. Nhưng lúc đó Phật Pháp tại Trung Quốc dường như có, dường như không, bởi vì chỉ làm công tác bên ngoài như tụng kinh, nghiên cứu kinh điển, giảng kinh, vân vân, ngay cả việc bái sám cũng không có. Đương thời các học giả đều cho Phật giáo như là một loại học vấn để nghiên cứu thảo luận. Các đạo lý mà Phật giáo nói đều phải y theo mà tu hành. Nhưng thời đại Nam Bắc Triều của Trung Hoa lúc đó không có người nào chân chánh tu hành tọa thiền vì sợ khổ cực. Hiện nay ở Mỹ đây cũng giống như vậy, ngồi một chút chân đau bèn duỗi chân, nghiêng nghiêng lắc lắc, xoa bóp một hồi. Người dù sao cũng là người, đều sợ khổ, sợ cực. Trước khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, Ngài có phái hai người đệ tử là Phật Đà và Gia Xá đến Trung Hoa truyền pháp môn đốn ngộ, tức là Thiền Tông. Ai ngờ hai ngài đến Trung Hoa lại gặp phải cảnh trái ý nghịch lòng, tất cả các tăng sĩ thời đó đều không xem trọng hai ngài. Sau đó hai ngài đến Lư Sơn gặp Đại sư Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn chuyên giảng về pháp môn niệm Phật. Đại sư Huệ Viễn hỏi, hai vị là các tăng sĩ Ấn Độ, hai vị truyền pháp môn gì mà sao không có ai theo học? Ngài Phật Đà và Gia Xá chỉ biết nói rất ít tiếng Trung Quốc, bèn đưa tay ra nói, hãy nhìn xem, bàn tay tôi nắm vào và dở ra có nhanh không? Rất nhanh, Bồ Đề và phiền não cũng nhanh giống như vậy. Đại sư Huệ Viễn lập tức khai ngộ, biết ra Bồ Đề và phiền não vốn không có gì sai khác. Bồ Đề tức phiền não tức là Bồ Đề. Ngài Huệ Viễn sau khi khai ngộ rất cung kính, cúng dường Ngài Phật Đà và Gia Xá. Nhưng không lâu hai bậc cao tăng Ấn Độ này đều vãng sanh trong cùng một ngày. Phần mộ của hai ngài đến nay vẫn còn ở Lư Sơn. Tổ sư Đạt Ma nhìn thấy căn tánh Đại Thừa ở Trung Hoa đã chín muồi, bèn không ngại gian khổ đường xá xa xôi, đem Phật Pháp Đại Thừa đến Trung Quốc. Nhưng lúc đó vì ngôn ngữ không thông, người Trung Hoa gọi ngài là Ma La Sát. Trẻ con nhìn thấy gương mặt ngài với bộ râu dài đều hoảng sợ chạy mất. Người ta cho rằng ngài đến để bắt trẻ con, vì thế không cho trẻ con đến gần ngài. Sau đó Tổ sư Đạt Ma đến Nam Kinh, nghe Pháp sư Thần Quang giảng kinh, nhìn thấy cảnh giới thủ thắng, chư thiên giải hoa cúng dường, dưới đất,
sen vàng hiện ra. Cảnh giới này chỉ có người đã đắc ngũ nhãn lục thông mới thấy được. Sau khi giảng kinh xong là đến phần thỉnh pháp hỏi pháp. Tổ sư Đạt Ma hỏi: "Pháp sư, ông ở đây làm gì?" Thần Quang trả lời: "Tôi ở đây giảng kinh." "Ông giảng kinh làm gì?" "Tôi giảng kinh đưa người liễu ngộ sinh tử." "Làm sao có thể liễu ngộ được sinh tử? Kinh mà ông giảng đều là giấy trắng mực đen, ông dùng cái gì mà có thể giúp người liễu đoạn sinh tử?" Thần Quang bị hỏi không có cách nào trả lời, vì thế xấu hổ mà tức giận. Tuy Pháp sư Thần Quang giảng kinh được chư thiên giải hoa cúng dường nhưng vẫn còn tính nóng giận như vậy. Vì thế tôi nói Phật Pháp đương thời dường như có dường như không. Pháp sư Thần Quang tức giận, liền cầm lấy sâu chuỗi niệm Phật làm bằng sắt nói: "Ông dám hủy báng Pháp à?" Nói xong để dùng sâu chuỗi đánh vào mặt Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma tuy biết võ thuật nhưng không ngờ Thần Quang lợi hại như thế, nói không lại, liền động võ. Kết quả bị đánh gãy hai cái răng. Nghe nói răng của Bậc Thánh nếu bị đánh gãy, nhổ xuống chỗ nào thì chỗ đó bị hạn hán 3 năm. Đạt Ma nghĩ thầm, 3 năm không mưa, chết đói biết bao nhiêu người. Ta đến Trung Hoa là muốn độ chúng sanh, không phải là để hại chúng sanh. Vì thế ngài nuốt hai cái răng vào bụng, không nói một lời liền bỏ đi. Vì ngài là người xuất gia, lại là Bậc Tổ Sư, cho nên đã nhẫn nhục được những việc như vậy. Trên đường đi, ngài gặp con chim anh Vũ bị nhốt trong lồng. Chim anh Vũ còn thông minh hơn Thần Quang, vì biết Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư nên thưa với ngài rằng: "Tây là ý, tây là ý, thì ngài dạy cho chúng con cách thoát ra khỏi lồng." Đạt Ma đến Trung Hoa chưa gặp được Tri Âm, nay anh Vũ lại là Tri Âm của ngài. Nghe chim thỉnh giáo mình như vậy, Đạt Ma rất vui vẻ, dạy cho nó một bí quyết. Muốn thoát khỏi lồng, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, đây là diệu kế giúp con thoát lồng. Anh Vũ sau khi hiểu được phương pháp thoát lồng bèn thưa: "Nay con đã hiểu rồi, cảm ơn ngài chỉ dạy." Anh Vũ nhìn thấy người chủ từ xa trở về, đợi người chủ đến gần nó liền sử dụng phương pháp đó. Mỗi ngày người chủ trở về đều đến chơi với con chim yêu quý để tiêu sầu giải muộn. Nay nhìn thấy anh Vũ yêu quý nằm bất động trong lồng liền rất lo lắng, bèn mở cửa lồng đem anh Vũ để nơi lòng bàn tay. Ồ, thân chim vẫn còn nóng, vì chim già chết nên khí nóng vẫn còn. Người chủ vừa mở nắm tay ra, anh Vũ liền bay đi. Kế thoát lồng thật hiệu nghiệm. Chúng ta hiện nay vẫn còn ở trong lồng, đừng nên cho rằng mình đang tự do. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không giữ gìn quy củ cho là tự do. Điều này thật là mê muội, vì đã hiểu một cách sai lầm về tự do. Tự do chân chánh là sanh tử tự do. Muốn bay lên trời thì lên trời, muốn độ thổ xuống đất thì độ thổ. Có được những bản lánh như thế mới gọi là tự do chân chánh. Giảng về lục tổ đàn kinh, tôi vốn giảng không hay nhưng mà dám giảng. Còn có người giảng rất hay nhưng lại không dám giảng. Tôi giảng không hay nhưng cứ thử giảng. Sau này những người giảng hay nên nương theo đó mà giảng tiếp. Sau này quý vị rộng mở trí tuệ thì có thể giảng hay hơn tôi nữa. Giảng hay là học từ cái giảng không hay mà ra. Pháp sư Thần Quang đánh gãy hai cái răng của hòa thượng mặt đen. Nhưng thấy hòa thượng Ấn Độ không có phản ứng gì, bèn cho rằng mình thắng. Nhưng không lâu sau đó, quỷ vô thường đến gặp pháp sư nói: "Pháp sư, hôm nay mạng sống của ngài đã hết, vua Diêm La sai tôi đến mời ngài đi." "Tôi mà cũng phải chết à? Tôi giảng kinh được trời giải hoa cúng dường, đất hiện ra hoa sen vàng mà còn không thể dứt vòng sanh tử, thì thế gian này còn có ai có thể dứt vòng sanh tử?" "Có chứ, chính là ngài hòa thượng mặt đen mà bị ông đánh gãy hai cái răng đó. Diêm vương không những không cai quản được số mạng của ngài, mà mỗi ngày còn phải hướng về ngài khấu đầu đảnh lễ." "Quỷ đại ca, bạn có thể chờ tôi một chút được không? Xin nói với Diêm vương dùm tôi một tiếng, xin cho tôi một thời gian ngắn để tôi đi học pháp môn liễu đoạn sanh tử của ngài hòa thượng mặt đen." Nếu ông thật có lòng thành như vậy thì việc này không phải không có thể linh hoạt giải quyết. Thần Quang nghe nói rất vui mừng, không kịp mang dép chân đất đuổi theo tổ sư Đạt Ma. Trên đường gặp chim anh Vũ đã được ngài Đạt Ma giúp cho thoát khỏi lồng. Anh Vũ nói cho Thần Quang biết ngài Đạt Ma đã giúp nó như thế nào. Thần Quang đi theo sau lưng tổ sư, nhưng tổ không để ý. Thần Quang đi theo cho đến núi Hùng Nhĩ ở Lạc Dương, chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Hà Nam. Tổ sư Đạt Ma ở đó diện bích, tọa thiền. Ngài ngồi suốt 9 năm, Thần Quang cũng quỳ đủ 9 năm. Lúc trước khi tôi giảng đến công án này, có một em bé 11 tuổi nghe rồi rất cao hứng, liền hỏi: "Thần Quang quỳ suốt 9 năm vậy có ăn cơm không?" Tôi trả lời: "9 năm không ăn cơm thì làm sao có thể sống được?" Chính là lúc tổ sư Đạt Ma ăn cơm thì Thần Quang cũng ăn cơm. Đạt Ma ngồi thiền thì Thần Quang quỳ gối. Nhưng mà trong sách thì không có ghi việc này.
Trong thời gian 9 năm diệt bích của Đạt Ma, có rất nhiều đến quy y lại ngài làm thầy, Thiền Quang cũng quỳ suốt 9 năm. Một ngày kia tuyết lớn tuyết phủ đến hông, Đạt Ma nói: "Tuyết lớn như vậy ông quỳ đó làm gì?" Bạch tổ sư, con muốn liễu đoạn sanh tử, lúc trước con giảng kinh không thể liễu đoạn sanh tử, nay kính xin tổ sư truyền dạy cho con pháp môn liễu đoạn sanh tử. Ngươi nhìn trời hiện rơi cái gì? Bạch tổ sư, trời đang rơi tuyết. Tuyết có màu gì? Bạch tổ sư, tuyết màu trắng. Ngươi để đến lúc nào mà trời rơi tuyết màu đỏ thì lúc đó ta sẽ truyền dạy pháp môn liễu đoạn sanh tử cho ngươi. Nếu trời không rơi tuyết đỏ thì ngươi đừng nên hy vọng ta truyền dạy cho. Ngươi là một kẻ xuất gia hung ác như vậy, dùng sâu chuỗi niệm Phật bằng sắt đánh gãy hai cái răng của ta, ta không báo thù cũng là từ bi lắm rồi, sao lại có thể truyền pháp cho ngươi được? Đạt Ma đưa ra vấn đề khó khăn như vậy để khảo nghiệm Thần Quang, nhưng Thần Quang đã giải quyết được. Thần Quang nhìn thấy trên đường có một thanh giới đao của người tu đạo, dùng dự bị lúc phạm giới thì đem dao chặt đứt đầu mình, chớ không để phạm đến giới thể. Thần Quang liền lấy thanh đao đó xuống chặt đứt cánh tay mình, máu rơi đầy mặt đất, đã làm tuyết trắng biến thành tuyết đỏ. Thần Quang liền bụm lấy một nắm tuyết đỏ đem dâng lên đến trước mặt ngài Đạt Ma và nói: "Bạch tổ sư, ngài xem đây chính thật là tuyết đỏ." Điều này vốn đã ở trong dự liệu, chỉ vì muốn thử thách chân tâm của Thần Quang mà Đạt Ma mới đưa ra vấn đề thử thách này. Vì thế ngài rất hoan hỉ nói: "Ta đến Trung Hoa thật không có uổng công gặp phải ngươi là người chân thành cầu pháp tu hành như vậy, ngay cánh tay của chính mình cũng bỏ đi để cầu pháp, quả là có tâm thành." Sau đó ngài Đạt Ma mới đem pháp môn dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật truyền cho Thần Quang. Sau khi ngài Đạt Ma giảng xong pháp môn, Thần Quang liền sanh tâm phân biệt nói: "Con chặt đứt cánh tay rất đau nhức, tâm cũng rất nhức nhối, xin tổ sư an tâm cho con. Đem tâm của ông ra đây, ta mới có thể giúp ông an tâm." Thần Quang bèn đi tìm tâm của mình, đông tây nam bắc, trên trời dưới đất, tìm hoài mà không thấy tâm của mình. Thần Quang nói: "Con tìm không ra, ta đã an tâm cho ông rồi." Thần Quang lập tức hoát nhiên đại ngộ, vì thế Thần Quang nói: "Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ." Thần Quang bất minh cảm Đạt Ma: "Hùng nhĩ sơn tiền quỵ cửu tái, chỉ cầu nhất điểm đoá diêm la." Vạn pháp quy nhất, vậy nhất quy về đâu? Thần Quang không rõ nghĩa lý của chữ hợp, vì thế đuổi theo Đạt Ma tại núi Hùng Nhĩ quỳ suốt 9 năm, chỉ cầu tổ sư chỉ điểm cách liễu đoạn sanh tử, thoát khỏi Diêm Vương. Thần Quang sau khi được tổ sư Đạt Ma truyền pháp liền đổi tên là Huệ Khả, tức là trí huệ đầy đủ, thiện căn viên mãn. Đại sư Huệ Khả hỏi tổ sư Đạt Ma: "Bạch tổ sư, ở Ấn Độ ngài có đồ đệ đắc pháp chưa? Ở Ấn Độ khi chuyển pháp có đem ca sa y bát chuyển cho đồ đệ để làm bằng cớ không?" "Không có, ở Ấn Độ ta chuyển pháp không có đem ca sa y bát làm vật y cứ, vì tâm người Ấn Độ rất thẳng thắn, tu hành đắc đạo liền nói đắc đạo, chỉ cần có người chứng minh đắc đạo là đủ, nếu chưa được ấn chứng họ sẽ không nói là tôi đã đắc đạo chứng quả, tôi đã chứng A La Hán hoặc tôi đã là Bồ Tát. Người Trung Hoa không giống như vậy, ở Trung Quốc người có căn tánh đại thừa cũng rất nhiều, nhưng người nói vọng ngữ cũng không ít, tu hành chưa thành tựu đạo nghiệp mà khoe khoang đã thành, chưa chứng quả cũng tự nói đã chứng quả, vì thế cần phải dùng ca sa y bát để chứng minh, cho nên nay ta truyền ca sa y bát cho ông nên cẩn thận giữ gìn." Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc từng bị đầu độc 6 lần, vì đương thời Bắc Ngụy có 2 vị pháp sư muốn hại ngài, một vị là Bồ Đề Lưu Chi, một vị là luật sư Quang Thống. Họ rất đố kỵ ngài, đã làm ra vài món đồ chay, trong đó có chất độc cực mạnh đem đến cúng dường ngài. Ngài biết trong thức ăn có độc nhưng vẫn ăn một cách bình thường. Ăn xong kêu người đem một cái mâm lạ, ngài mở ra vài mâm, một đống rắn thì ra chất độc đã biến thành rắn. Bồ Đề Lưu Chi thấy độc không thể giết được ngài, không hiểu vì duyên cớ gì. Vì thế lần thứ hai bỏ liều lượng thuốc độc gấp đôi, Đạt Ma cũng ung dung thọ dụng. Ăn xong liền ngồi tại một tảng đá lớn phun thuốc độc ra, sức mạnh của thuốc độc đã làm bẻ tan tảng đá. Sau đó liên tiếp thêm 4 lần hạ độc nữa, nhưng đều không thể hạ được ngài. Một ngày nọ, tổ sư Đạt Ma nói với đại sư Huệ Khả rằng: "Ta đến Trung Quốc để độ chúng sanh có căn tánh đại thừa, nay pháp đã truyền, ta đã có người kế thừa, giờ viên tịch cũng đã đến." Sau khi tổ sư Đạt Ma viên tịch, chúng đệ tử dùng quan tài bọc xác ngài đem chôn. Nhưng lúc ấy Bắc Ngụy có một sứ quan tên là Tống Vân tại vùng Thông Lãnh, trên đường đi gặp tổ sư Đạt Ma, tổ sư tay cầm dép nói với Tống Vân rằng: "Quốc vương nước ông hôm nay băng hà,
ông nên mau mau trở về. Tống Vân hỏi, đại sư ngài đi đâu? Ta trở về Ấn Độ. Đại sư ngài đã truyền pháp cho ai? 40 năm sau tại Trung Hoa. Sau đó Tống Vân trở về đến Bắc Ngụy, đem việc này kể cho mọi người nhưng không ai tin. Vì thế mọi người mới quật mộ của tổ sư Đạt Ma ra xem. Trong quan tài chỉ còn chiếc dép, ngoài ra không có cái gì khác. Như vậy tổ sư Đạt Ma đi đâu mọi người cũng không ai biết. Sợ rằng hôm nay đã đến Mỹ Quốc không biết chừng, vì ngài có thể thiên biến vạn hóa, cho nên không ai có thể nhận ra được ngài. Khi đến Trung Quốc, ngài nói ngài đã 150 tuổi, nhưng lúc ngài ra đi vẫn là 150 tuổi. Lịch sử cũng không có cách nào kiểm chứng. Lúc tổ sư Đạt Ma sắp viên tịch, ngài nói ta đến Trung Hoa truyền pháp cho ba người. Đại sư Huệ Khả được phần tủy, thiền sư Đạo Dục được phần xương, tỷ kheo ni Đạo Tế, tức tỷ kheo ni tổng trì được phần thịt. Tỷ kheo ni Đạo Tế thuộc lòng kinh Pháp Hoa, sau khi viên tịch từ trong miệng nở ra đóa hoa sen màu xanh, vì tổ sư Đạt Ma đã đem thân thể của ngài mà phân chia cho các người khác, cho nên ở Mỹ Quốc quý vị không thể tìm ra được ngài. Nhị tổ Huệ Khả họ Cơ, tên Thần Quang, người thời Bắc Tề. Lúc ngài giáng sanh, cha mẹ ngài nhìn thấy kim giác thần nhân. Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát phóng đại hào quang bảo hộ vị tổ sư mới ra đời này. Cho nên tên của ngài gọi là Thần Quang. Ngài thiên tánh thông minh, trí nhớ rất dai, cho nên được người khen ngợi. Mục hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm, không phải vừa nhìn là có thể xem được 10 hàng chữ, mà là người thường xem một hàng chữ thì ngài có thể xem 10 hàng chữ rất nhanh như vậy. 100 người cùng nói chuyện cùng một lúc, ngài đều nghe rất rõ ràng, năng lực phân biệt rất nhạy. Nhưng vị tổ sư này rất nóng tính, nói chuyện không hợp liền muốn đánh người. 40 năm về trước, ngay lúc giảng kinh thuyết pháp cũng mang sâu chuỗi bằng sắt để đi hành hiệp giúp người. Vì thế lúc gặp tổ sư Đạt Ma đã dùng sâu chuỗi đánh ngài Đạt Ma, kết quả phải quỳ 9 năm, phải tự chặt đứt một cánh tay của mình. Quý vị nghĩ xem, nếu không nóng tính như vậy, làm sao có thể tự mình chặt đứt cánh tay mà không cảm thấy đau nhức? Đợi đến lúc đắc pháp xong mới cảm thấy nhức nhối. Điều này bởi vì ngài rất nóng tính. Nếu không nóng tính, chặt đứt cánh tay cũng không cảm thấy đau nhức. Đau nhức chính là phiền não. Tổ sư Huệ Khả lúc 40 tuổi gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi đắc pháp bèn ẩn trốn 40 năm. Vì đương thời tổ Bồ Đề Lưu Trì và luật sư Quang Thống truyền gây khó dễ với các đệ tử của tổ sư Đạt Ma, thậm chí gặp là muốn giết. Bồ Đề Đạt Ma đã bị hai vị ấy dùng thuốc đầu độc, huống chi là đệ tử của ngài. Đại sư Huệ Khả nghe theo lời thầy dạy nên đã ẩn núp trốn tránh những người gây khó dễ này. Cho đến lúc đại sư Huệ Khả 80 tuổi, ngài mới bắt đầu hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Cho đến khi gặp Tam Tổ Tăng Sán, sau khi phú pháp, dặn dò Tam Tổ phải cẩn thận, bảo hộ giữ gìn y bát làm chứng cứ và cần phải ẩn trốn để tránh những sự tật đố và bức hại. Đại sư Huệ Khả lúc đó giả dạng điên khùng, nhưng khi gặp chúng sanh hữu duyên, ngài liền phổ độ giáo hóa họ. Tuy ngài giả dạng điên khùng, nhưng vì có duyên với chúng sanh, cho nên có rất nhiều người tin tưởng ngài. Tuy ngài đã giả dạng điên khùng, nhưng bè nhóm của Bồ Đề Lưu Trì vẫn đem lòng ganh ghét. Bèn đi đến quan phủ vu cáo đại sư Huệ Khả, nói ngài là yêu quái, mê hoặc dân chúng, để dân chúng sùng bái. Hoàng đế đương thời lại cả tin, bèn hạ thánh chỉ, giao lệnh quan phủ bắt Huệ Khả thẩm vấn. Ngươi là người hay là yêu quái? Huệ Khả đại sư trả lời, tôi là yêu quái. Viên quan thẩm vấn vừa nghe ngài nói như vậy, liền biết ngài bị oan ức, nên hỏi lại, ông nên nói cho rõ ràng, ông là người hay yêu quái? Tôi thiệt đúng là yêu quái. Vì quốc pháp không cho phép yêu quái mê hoặc thế gian, cho nên đành phải tâu lên hoàng đế, đem ngài đi chém để gian chúng. Ôi thế gian này có chân lý không vậy? Ngài tổ sư đời thứ hai mà quan phủ nói ngài là yêu tinh. Đại sư Huệ Khả rơi nước mắt nói với đồ chúng rằng, quả báo này ta phải thọ thôi. Nhị tổ rất nóng tính, cái gì cũng không sợ. Nếu sợ chết, ngài đã không tự nhận là yêu quái. Ngài cảm thấy thương tâm là vì Phật Pháp lúc ngài còn tại thế chưa được người ta hiểu biết rộng rãi. Ngài nói Phật Pháp đến thời tứ tổ sẽ rơi vào danh tướng. Có danh có tướng liền chấp vào danh tướng. Khóc xong, ngài liền nói với tên Đao Phủ, ngươi lại giết ta đi. Đao Phủ cầm dao chém đầu ngài, nhưng lạ thay không có máu tuôn ra, chỉ tuôn ra dòng nước trắng như sữa. Quý vị nghĩ đây có phần nào hoang đường không? Quý vị tin cũng được mà không tin cũng được. Quý vị tin, tôi có thể dùng lý do rất đơn giản để giải thích. Đây là lúc người tu hành đạt đến thể thuần dương, tất cả máu huyết trong người đều biến thành màu trắng. Quý vị nói không tin, đương nhiên quý vị là không tin rồi. Nếu quý vị tin, quý vị cũng đã thành tổ sư thứ hai rồi.
Viên quan chấp hành nhìn thấy tình hình như thế, bèn y như sự thật tâu lên hoàng đế: người đó thiệt là yêu quái, tôi đã giết ông ta, nhưng không thấy máu chảy ra, chỉ thấy dòng nước trắng như sữa, nhưng gương mặt lúc chết giống như lúc sống, điều này chứng minh ông ta chính thiệt là yêu quái.